Thiên nhiên đã ban tặng cho con người những điều kỳ diệu. Từ sông núi biển rừng đến hoa lá cỏ cây, cầm thú chim muôn vàng vật muôn loài, có sương gió nắng mưa đêm ngày núi mầm sông. Những thiên nhiên cũng ẩn tàng bao thảm họa, khi không có mưa thuận gió hòa thì con người cũng gặp cảnh tai ương. Như nước Úc đang ngập chìm trong khói lửa, bầu trời đỏ như màu máu, bao phủ muôn loài, thiêu đốt triệu sanh linh. Từng cánh rừng bao la, trần trái đi qua là còn lại đống tro tàn. Rừng chết thảm, thương tích đầy mình khi vượt qua vùng quá hoang mênh mông. Con người cũng không may, được ra ngoài đành phải vùi thay trong biển lửa mịt mù. Người bị phong bị thương đớn đau hành hạ, người mất cửa nhà còn bị mất cả người thân. Vườn ruộng mênh mông phút giây thành cơ trọi, tài sản tiêu tan chiêu đất màn trời. Trần trái nghiệt quang bây giờ điêu tàn, cảnh di vật tan hoang, thảm họa đang còn người sống phải lo toan. Đang cần những tấm lòng vàng sẵn sàng mở rộng vòng tay. Thế giới hôm nay những người thiện tâm đang chung sức góp phần chia sẻ niềm đau, gửi tình thương về nước Úc. Sưởi ấm người trong cảnh tang thương, trong khi thế giới đang chung tay gửi tình thương về nước Úc,
thì người Việt tha hương cũng nên mở rộng vòng tay giúp đỡ của riêng mình. Vì người Việt tha hương còn mang món nợ ân tình. Dù chúng ta không sống trên nước Úc, nhưng nước Úc đã cứu mang đồng bào ruột thịt của chúng ta. Người dân Úc đã mở lòng nhân ái bao la, đón nhận người tị nạn Việt Nam về chở che đùm bọc cho đồng bào ta có ngày an cư lạc nghiệp, trên quê hương thứ hai được sống. Phải giúp để mong đáp đền ân tình xưa, lúc ta còn khó khăn để ngày nay sống đời ấm no. Là người Việt Nam với tâm lòng nhân hậu, ăn trái nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ nguồn, ta hãy cùng nhau một bàn tay để tỏ chút tình với người ơn thuở trước. Đền ơn đáp nghĩa cho đời là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Chương trình Câu Nhạc Phương Nam rất là mong quý cô bác trên toàn thế giới có thể mở rộng vòng tay, chia sẻ vòng tay cùng nước Úc. Xin cảm ơn rất nhiều.